Đầu video xin chào các chú, các anh và các bạn. Hôm nay lên clip tiếp theo. Hôm nay em đi hàng ký nha. Với lại bữa nay nhà ông chú ông bán mật ong á, nên các chú các anh coi cái mật ong nào à, mật ong nguyên chất á, coi mật ong nào phù hợp thì mua nha, ủng hộ em nè. Hôm nay có mật ong cà phê nha mọi người, hoa cà phê. Đây nguồn gốc là ở Gia Lai nha. Đó. Nguồn gốc Gia Lai, Tây Nguyên. Đây mật ong nguyên chất nha mọi người, nguyên chất 1 lít. 1 lít như thế này là 120 nha, 120. Hoa cà phê. Ai có nhu cầu thì chốt nha. Mật ong đây là hoa cà phê nha, nguyên chất. Còn có loại mật ong thứ hai là mật ong hoa xuyến chi nha, hoa xuyến chi. Hoa xuyến chi đây cũng 1 lít nha. Đây hoa xuyến chi thì 140 nha. Hoa xuyến chi. Đây nó có hướng dẫn nè. Đây hàng sử dụng 2 năm. Hoa xuyến chi nha mọi người, mật ong này tốt hơn mật ong hoa cà phê. Mật ong này thì cũng 1 lít nha, 1 lít 140. Đó, ai coi thử có nhu cầu thì chốt nha. Hoa cà phê với hoa xuyến chi nha. Giờ đi xe qua đồ nghề nha. Qua đồ nghề. Đây là cà lê nha. Cà lê Nhật. Này, cà lê Nhật nhìn nước thép rồi còn mới luôn, đẹp luôn. Hàng này hàng bãi do bữa gom giờ bán xẻ luôn nha mọi người, ai mua được thì chốt. Đây nè, thương hiệu của Hit nè, 14-17 nè. Đây 1/2 9/16, này là 6 68 hả, 68 68 hay 69 69 89. Còn đây là 67 nha, 67. 19 21, 13 17. Này 21 26. Này 10 79. Này cà lê đều của Nhật hết nha. Mẹ số 1 170k. 2 4 6 8 cái cà lê nha. Mẹ số 1 170k. Mẹ số 2 là mấy cái cần 1/2 nha, cần này cần trượt. Đây đầu nối. Đầu nối của Nhật nha, mấy cái này của Nhật hết. Ba cái đầu nối chung, một cần trượt cho mẹ số 2 150k nha. Đi mẹ số 3. Là ba cái cần trượt nha, ba cần nối với hai cần tiếp nha. Cần tiếp này là 3/8. Đó. Mẹ số 3 150k. Mẹ số 4 là ba cái bình giữ nhiệt nha. Bình này không phải của Nhật, hai bình này của Nhật nha. Bình này của Nhật. Bình này hơn nửa lít, còn bình này là 1 lít. Mẹ này cái này là của Nhật luôn nha, mấy Japan. Rồi mẹ số 4 này 200k, 3 cái bình. Đi mẹ số 5. Mẹ số 5 là hai bộ gieo muỗng nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Hai cái xỉa, hai con dao và hai cái muỗng nha. Hai xỉa, hai dao, hai muỗng. Mẹ số 5 200k. Đi mẹ số 6. 1 ký kìm nha. 1 ký kìm. Kìm còn rất đẹp luôn nè. Đó. Răng miệng khít. Fujigen, hàng của Nhật. Này chắc nó bị quăng vô nó bị cháy nè. Cháy. Còn miệng mồm thì còn ok. Đó. Hai kìm ngồi, 1 kìm điện, 1 kìm cắt.
và một kìm mũi nhọn nha. Mã số 6, 1 ký kìm 170 ke. Mã số 7. Mã số 7 1 ký kìm luôn. Một kìm, hai kìm mũi nhọn, một kìm kìm nguội nha. Kìm nguội này đang còn đẹp này. Nguội của Nhật nha. Rồi. Cái này của Hit, kìm mổ què, kìm cắt của Nhật luôn. Hai kìm mũi nhọn. Mã số 7, 1 ký kìm 170 ke. Đi mã số 8. Mã số 8 4 cái bánh răng, 4 cái bánh xe. Bánh xe đôi của Nhật nha. HG65. Cái này made in Japan, hàng Shishiku nha, Shishiku. Chiều keo của này là 10 cm, cái bánh này 6 cm nha. 4 cái bánh. Bánh chắc 1 ký một cái nha. Nặng rất là nặng luôn. Đó, 4 cái đồng đều nhau. Chiều keo của cái bánh là 6 cm, còn chiều keo của bánh là 6 cm. Còn chiều keo lên cái mặt đinh này, ốc vít này là 10 cm nha. Mã số 8 350 ke. Đi mã số 9. Hai cái mỏ lết nha, một mỏ lết răng, một mỏ lết. Một mỏ lết bằng, đó, cái này là 300 nha, hiệu Lotter này. Răng miệng khít này, độ rơ tương đối ít luôn. Hèm nó còn đẹp nha, đó, hèm nó còn đẹp. Rồi mỏ lết răng. Cái này Sankey nha, chiều dài cũng 300. Cái này nhấn vô là tuột xuống, đó. Răng cỏ thì còn ok. Rồi hai cái 300 nghe, một cái răng, một cái không răng nha. Của Nhật luôn, mã số 9. 270 ke. Hai này chắc trên phải 1 ký, chắc 1 ký 4 chứ không ít đâu nha mọi người. Mã số 9, 270 ke. Đi mã số 10. Mã số 10 là dây điện của Nhật nha. Này Hitachi. Dây này em lựa rất là kỹ đó nha. Chiều dài từ 2m đến 3m mấy nha. 2m 3m mấy. 2 kg dây điện nha. Mã số 10 300 ke. Đi mã số 11. 11 là 10 cái móc. 10 cái móc quần áo nha, 10 cái móc quần áo. Mẫu mẻ rất đẹp luôn, đó. Này về bắt cái bát vô, đó, treo thôi. Làm 10 cái móc là nó màu mẻ rất là đẹp luôn. Đây là bát móc của Nhật nên nó cứng, rất là cứng kép luôn. 10 cái móc như nhau nha. Mã số 11 120 ke, 10 cái móc. Đi mã số 12. 1 ký dũa nha. Dũa còn rất đẹp luôn nha mọi người. Đó. Cũng là dũa này. Thè hồ mà làm nghề nha, ai cần dũa thì dũa lé này, dũa dẹp, dũa tròn này, có dũa tròn này nha, dũa bằng đó, 1 ký. Mã số 12 150 ke. Đi mã số 13. 6 cái kẹp nha, 6 cái kẹp. Kẹp miệng còn đẹp nha. 6 cây. 6 cái kẹp. Mã số 13 150 ke, 6 cái kẹp nha. Đi mã số 14. 1 ký tô vít nha, tô vít gỗ đây là của Nhật này. Đó, đầu đi là ok này, lựa. Ai mua về theo mà xài nha. Có nhựa nữa này. Này hàng của Nhật nha. Vít nhựa đây của Nhật đó. Mấy cái này cũng vậy. Này Rubicon này, made in Japan. Rồi vít này, có cả vít này nữa. Đó, đóng mũi luôn. Theo ép vô sử dụng. Mũi quá trời luôn nha mọi người. Đây nữa này. Đó, ráp vô là đóng bài luôn, đây đóng mũi nữa. Theo sử dụng luôn nha.
mũi này rép vô này được hay sao ạ, để em coi rồi nha. Đó, được luôn, đó, có cần luôn. Đây đóng mũi rồi, trong hộp này nha. Cái này chủ yếu là chưa vệ sinh nên mọi người về chè rửa là thì ok thôi. Đó, đầu vít cũng ok này. Mua bao nhiêu đây về xài ớn. Có kẻ mấy cái vít nhỏ dài nữa nha mọi người. Đó, vít rất là dài luôn. Ha, chiều dài rất là dài luôn. Đó. Mấy vít nhỏ đây là đều hàng của Nhật nha mọi người, vít nhựa này. Hàng vít siêu đàng hoàng. Đó, đổ loại vít 1 ký nha. Mua hè về theo hồ mà xài. Mã số 14 100 ke 1 ký chục vít nha. Gỗ có, nhựa có. Mã số 15 3 cái mũi đục nha, mũi đục nhỏ, mũi đục trung và mũi đục lớn hơn. Đó, 3 mũi đục 1 ký nha, 100 ke. Mã số 15 100 ke nha. Mũi đục đây của Nhật nha mọi người. Nhật đó, nên cái đầu mũi này nó chưa tè chưa tiết gì hết. Có cái mũi này thì nó hơi tè chút nha. Đó, về mài đi đục vô tư thôi. Mã số 15 100 ke. Đi mã số 16. 1 ký lục giác nha. Lục giác đủ loại lục giác này luôn. Giác 10 nè. Đóng lục giác luôn. Đó. Nhỏ có, to có. Có kẻ lục giác hoa thị nữa nè. Đó, lục giác thép trắng này. Lục giác này nó có 500 hay sao á, để em coi thử nha. Có mấy cây có 500 vậy. Cây này nó bớt 500 rồi. Đó, đóng lục giác luôn, đủ loại lục giác này, theo hồ mà dùng luôn. À, mẹ số 16 1 ký lục giác nha, đủ loại lục giác nha. Này đây lục giác bãi của Nhật nha, nên theo hồ mà xài thôi. Mẹ số 16 150 ke 1 ký lục giác. Rồi, cuối video em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em. Hàng ký thì lợi ít thôi nha, không có nhiều nha mọi người. Ai coi cái món nào phù hợp trong gia đình và trong công việc thì chốt nha. Tại đây hàng này hàng cần sử dụng nói chung còn ok hết á. Nó ít bị gọi là hư hỏng lắm. Phí ship là 30 ke nha. Ai mua hàng thì đặt cọc hoặc chuyển khoản nha. Nay hàng nó cũng ít nên mấy cái hàng này tương đối đẹp rồi nha mọi người. Mọi người coi thử quan sát kỹ rồi mua nha. Tại vì hàng này cũng tương đối, nó không phải hàng mới nhưng mà răng cỏ thì còn xài ok. Rồi cuối video em xin dừng clip ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của em.